Đang côi. Okay. Mấy chị em thấy nhớ anh thì than ôi, anh lãng mất cả tâm hơi, tim chỉ tốn thời gian thôi. Việc của anh là bảnh kể cả khi nằm xuống, bởi vì sáng mai mở mắt tỉnh dậy nó vẫn là penthouse views. Những cái bản hợp đồng vẫn uống cái ly cần uống, xong rồi mở điện thoại để xem tài khoản nó lên bao nhiêu. Làm được play in the back yo, anh sẽ không bao giờ nói fake đâu. Covid and internet yo, nhìn lên trên khi anh nói get low. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.